trở lại chương trình của The LV News và trở lại vụ án của tiểu bang Florida tổng thống Trump. Thẩm phán trong vụ án của ông Trump nói rằng cô ta có vẻ như bất tin tưởng vào luật sư đặc biệt Jack Smith truy tố của vụ án của tổng thống Trump. Vụ án này đang chững lại. Nó có nhiều cái lý do. Thứ nhất đó là FBI đã bị phát hiện và thừa nhận họ đã thay đổi một số cái bằng chứng quan trọng. Cái thứ hai là thẩm phán đang chờ đợi cho cái phán quyết của tối cao Pháp viện nhượng quyền miễn trừ. Thẩm phán liên bang giám sát một trong những vụ án hình sự chống lại ông Trump ngày 19 tháng 5 đã bày tỏ sự lo ngại và thất vọng đối với công tố viên đặc biệt Jack Smith. Thẩm phán quận của Hoa Kỳ Elian Kenen, người được bổ nhiệm bởi ông Trump, nói rằng ông Smith và trong nhóm của ông đã có những quan điểm không nhất quán trong vụ án vì liên quan đến giữ kín hoặc là giấu kín một số thông tin công cộng cho công chúng. Thẩm phán viết, trong hai hồ sơ riêng biệt liên quan đến việc niêm phong, Ladies and gentlemen, please welcome the president. ok quý vị, chờ tôi xíu nha. Thẩm phán viết như thế này nè quý vị, trong hai cái hồ sơ riêng biệt liên quan đến việc niêm phong, công tố viên đặc biệt tuyên bố dù không có bằng chứng rằng ông không phản đối việc hủy niêm phong toàn bộ các mục trong cái sổ ghi án đã được niêm phong trước đó liên quan đến cáo buộc về hành vi sai trái trong tố tụng. Do sự trình bày lặp đi lặp lại nhiều lần, không có bất kỳ sự phản đối bào chữa nào, tòa án đã niêm phong những tài liệu đó phù hợp với giả định chung, có lợi cho công chúng tiếp cận. Thẩm phán đã viết trong cái lệnh. Tuy nhiên, các tài liệu chưa được niêm phong chứa những cái thông tin chi tiết của đại bồi thẩm đoàn mà công tố viên đặc biệt đã và tiếp tục nói rằng trong tất cả những hồ sơ khác cần được giữ kín. Thẩm phán Kennan đã yêu cầu giải thích về sự mâu thuẫn này. Thẩm phán Kennan viết, để trả lời cho những câu hỏi đó, luật sư giải thích rằng luật sư đặc biệt đã giữ cái quan điểm hủy niêm phong, các bác bỏ công khai và minh bạch cho cáo buộc, bào chữa cho những hành vi sai trái của cơ quan công tố được đưa ra trong các động thái trước khi xét xử đủ công bằng, nhưng không có chỗ nào trong lời giải thích đó có cơ sở để kết luận rằng công tố viên đặc biệt không thể bảo vệ tính liêm chính của văn phòng của mình, đồng thời bảo vệ sự an toàn của nhân chứng, những lo ngại về quy tắc 6Y mà ông đã nhiều lần nói với tòa án và duy trì cho đến ngày nay. Có hậu quả nghiêm trọng và tòa án có nỗ lực hết sức để đáp ứng trong nhiều cái lệnh niêm phong mà xác nhận về điều này. Thẩm phán Kennan đã mô tả bản thân là thất vọng trước những diễn biến này. Bà nói thêm, các quy tắc niêm phong và biên tập phải được áp dụng một cách nhất quán, công bằng dựa trên những cơ sở pháp lý và thực tế đầy đủ. Và các bên không nên đưa ra những yêu cầu làm suy yếu bất kỳ cái đại diện hoặc quan điểm nào trước đó, ngoại trừ việc tiết lộ đầy đủ cho tòa án và thông báo ngắn gọn thích hợp. Vụ việc được đưa ra nhằm chống lại tổng thống Trump vì điều bị cáo buộc sai liệu xử lý sai tài liệu mật. Lệnh đưa ra khi ông Smith và tổng thống Trump đã đệ trình các cạnh tranh về biên tập lại để nhằm đáp ứng cái lệnh ngày 9 tháng 5. Từ một thẩm phán chỉ đạo các bên nộp đề xuất, lệnh này liên quan đến một số kiến nghị do ông Trump đệ trình, bao gồm cả kiến nghị bác bỏ cái vụ việc dựa trên các cáo buộc hành vi sai trái của bên công tố vẫn chưa được đưa vào hồ sơ đề xuất chỉnh sửa cũng như được công khai. Cả hai bên và thẩm phán đều đồng ý rằng cái tên của nhân chứng tiềm năng hoặc thông tin có thể nhận dạng rõ ràng phải được giấu kín, cùng với tên phụ và thông tin nhận dạng cá nhân trong địa chỉ. Những chỉnh sửa mà cả hai bên đồng ý, việc thẩm phán chấp nhận trong lệnh mới, với một số ngoại lệ đề xuất chỉnh sửa của tổng thống Trump, nói như một số lời khai của nhân chứng đã bị bác bỏ. Thẩm phán Kennan cho biết, không có cơ sở nào được đưa ra khi những biên tập này và tòa án trước đây đã từ chối yêu cầu biên tập lại cái nội dung của chính lời khai của nhân chứng tiềm năng, được dựa vào các chuyển động trước khi xét xử.
Thẩm phán cũng đã yêu cầu từ chối cô vẫn có đặc biệt về biên tập lại một số thông tin tương tự. Thẩm phán Kennan nói rằng những cái biện pháp biên tập mà các bên không đồng ý, bà sẽ chấp nhận ngay bây giờ. Mô tả ông Trump như phần tài liệu thuộc đặc quyền, trong khi chờ xem có lập luận về đặc quyền như thế nào. Cô ấy cũng chấp nhận các quan điểm của bên công tố viên, đặc biệt của quy tắc 6 về quy tắc tố tụng hình sự của liên bang, bất chấp những lo ngại được nêu trên trong lệnh. Các hồ sơ với các biện pháp biên tập ủy quyền hiện được dự kiến sẽ ghi lại về hồ sơ trong những ngày tới. Quy tắc 6 một phần quy định cho một số người, kể cả luật sư của chính phủ, không được tiết lộ bất kỳ cái vấn đề nào xảy ra trước cái đòi bồi thẩm đoàn, với một số ngoại lệ hạn chế. Wow! Có vẻ như cái vụ án của ông Jack Smith đang chết. Một cái vụ án chết tiếp theo đó là vụ án của bà Fannie Willis. Vụ án này là vụ án mà cái đảng Cộng Hòa đang bắt đầu cũng phản biện rất nhiều, khi hai cái thành viên của đảng Cộng Hòa ở Thượng viện của tiểu bang Georgia đang có những hành động cụ thể tiếp theo. Đó là hành động điều tra. Fannie Willis sẽ bị các thượng viện của đảng Cộng Hòa điều tra vì các buộc lạm dụng quỹ liên bang. Wow! Cụ thể văn tin như thế nào đây quý vị? Thượng nghị sĩ Jack Lasley của đảng Cộng Hòa trên Thượng viện Hoa Kỳ Iowa, Ron Johnson của Wisconsin, cho biết họ đang điều tra liệu luật sư quận của Fannie Willis có lạm dụng quỹ liên bang hay không, trong một lá thư gần đây cho biết. Hai thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đã đề cập đến một số báo cáo công khai tuyên bố rằng văn phòng của bà Willis hiện đang kiện Tổng thống Trump đã phung phí tiền quỹ của liên bang, bao gồm các chương trình dành cho trẻ vị thành niên của Bộ Tư pháp để đi du lịch, không liên quan về mua sắm phù phiếm, lá thư viết. Bộ Tư pháp đã trao cho quận Fulton nửa triệu đô la để thành lập trung tâm, trao quyền cho thanh niên và phòng chống băng đảng tại quận Fulton. Bức thư gửi cho bà Willis. Trung tâm vẫn chưa được mở và tòa nhà cho nó vẫn đóng cửa với công chúng, cổng vẫn tiếp tục khóa chặt. Bức thư của họ đã chỉ trích những tuyên bố của cựu nhân viên biện lý quận Fulton. Kỳ vậy ta. Xin lỗi quý vị, tự nhiên sao nó lại tự động nó active cái video phía trong cái bản tin nha. Trong cái trường hợp các văn phòng luật sư quận đã báo cáo nhận được 2 triệu đô la từ quỹ liên bang sáng kiến của bộ dụng cụ tấn công tình dục, nhưng đã chi phần lớn số tiền đó cho đi lại và các chi phí khác trong 3 năm, cái bức thư của trưởng nghị sĩ viết. Họ viết rằng là thật sự khác biệt rõ ràng, đáng kể dùng mục đích liên bang cấp tiền của người đóng thuế và việc sử dụng thực tế số tiền đó, làm dấy lên những cảnh báo rằng số tiền đó không được sử dụng như dự định của Quốc hội. Tờ báo The Epoch Times đã liên hệ với văn phòng của bà Willis để yêu cầu bình luận. Hai trưởng nghị sĩ đã cho là thời hạn ngày 29 tháng 5 để tuân thủ qua thời hạn cung cấp danh sách các khoản tài trợ cấp mà văn phòng luật sư quận nhận được kể từ năm tài chính của 2019. Mặc dù bà Willis đã được yêu cầu và bầu giữ vị trí của mình vào 2021. Trong khi đó, bà Willis cũng đang bị Chủ tịch Tư pháp Hạ viện Jim Jordan điều tra với lý do tương tự. Ông Chủ tịch Hạ viện Tư pháp, nhà lập pháp đã gửi nhiều lá thư cho bà trong nhiều năm, yêu cầu bà tuân thủ và đe dọa những coi thường Quốc hội vào tháng 3. Trong một tuyên bố đó cuối tháng đó, bà Willis đã nói trong một lá thư gửi lại cho ông Jordan là bà bác bỏ dứt khoát các khẳng định văn phòng này mà không đáp ứng cái trách đòi hầu tòa của ủy ban đề hai tháng. Đề cái tháng 2, cô mô tả những yêu cầu của ông Jordan đối với văn phòng của bà là vô lý và không bình thường. Như quý vị đã lưu ý trong thư, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị những thông tin quan trọng về chương trình của chúng tôi được tài trợ thông qua trợ cấp của liên bang. Hơn nữa, như tôi đã bày tỏ với quý vị trong lá thư ngày 23 tháng 2 của 2024, văn phòng này đang trong quá trình luân phiên cung cấp những tài liệu liên quan cho quý vị, đang thực hiện một cách tiếp cận thiện chí để cung cấp cho quý vị những cái thông tin phản hồi về nguồn tài trợ của liên bang chúng tôi, bức thư nêu rõ. Các thượng viện của bang Georgia cũng mở cuộc điều tra tương tự về văn phòng của bà về 2 tuần trước, trong khi bà Willis đề nghị trong một cuộc họp báo gần đây bà sẽ không làm chứng trước hội đồng.
Trước hết tôi không nghĩ họ thậm chí có quyền để triệu tập tôi. Nhưng họ cần phải tìm hiểu luật, bà nói. Cho biết rằng bà tin cuộc điều tra đi ngược lại cái luật pháp. Như vậy cuộc điều tra của bà chống lại ông Trump đi đúng luật pháp à? Bà nói rằng là tôi sẽ không xuất hiện trước bất kỳ điều gì trái phép luật và tôi không vi phạm pháp luật. Tôi đã nói điều đó với những nhà lãnh đạo này. Tôi xin lỗi mọi người, tức giận vì mọi người đều được đối xử bình đẳng. Điều đó đã dẫn đến sự phản hồi và trừng trước từ thống đốc Georgia Bert Jones, một đảng viên của đảng Cộng hòa, người đã viết trên mạng xã hội để được ủy ban triệu tập. Bà Willis sẽ phải xuất hiện, nếu không sẽ vi phạm luật pháp của Georgia. Ông nói, đây là cái sự bình đẳng đối với mọi người, ngay cả khi DA Willis cũng không thích phải chịu trách nhiệm. Nó đã xảy ra khi tòa phúc thẩm Georgia vào ngày 8 tháng 5 đã đồng ý tiếp nhận đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Trump và các đồng phạm khác trong vụ án can thiệp bầu cử văn phòng của bà Willis đưa ra. Các luật sư của ông ta đang tìm cách loại bỏ bà vì những cáo buộc xung quanh cái mối quan hệ của bà với cựu công tố viên đặc biệt Nathan Wayne, người đã từ chức vào tháng 3 sau khi một thẩm phán ra án lệnh. Cuối tuần trước, luật sư của ông Trump đã gửi thông báo cho tòa án quận Fulton rằng họ sẽ kháng cáo cái lệnh của thẩm phán cho phép bà tiếp tục tham gia vụ án. Những cáo buộc chống lại bà Willis, tách biệt là những cáo buộc đang được thực hiện bởi thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đưa ra, lần đầu tiên xuất hiện như một kiến nghị được đệ trình vào đầu tháng 1 bởi một đồng phạm của ông Trump. Nó cho rằng bà Willis và ông Wayne đều hưởng lợi về mặt tài chính, mối quan hệ của họ, điều mà cả hai đều phủ nhận trong phiên tòa hồi đầu của năm nay. Cả hai khẳng định cái mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu vào mùa xuân của 2022, trước vài tháng khi ông Wayne được thuê phục vụ trong vụ án của Trump. Họ đang tin rằng cái mối tình lãng mạn của họ sẽ kết thúc như mùa hè của 2023 và vụ án của Tổng thống Trump tại quận Fulton hiện vẫn chưa định ngày xét xử. Wow! Và đó là những gì mà chúng ta vẫn tiếp tục cập nhật cho quý vị, những bản tin và những vụ kiện của Tổng thống Trump. Trở lại cập nhật cái vụ kiện liên quan đến ông Trump và lời khai của Michael Cohen. Lịch sử nói dối của Michael Cohen. Một nhân chứng là ông Hockey thừa nhận rằng một số bồi thẩm đoàn có thể gặp rắc rối trong việc Cohen thừa nhận đã tuyên thệ trong phiên điều trần tháng 2 của 2019 trước Ủy ban Trình báo trực thuộc của Hạ viện, cũng đã khai mang trong tuyên bố của Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện cùng một tháng. Ông Cohen đã nhiều lần thừa nhận tại cái phiên tòa rằng ông đã khai mang với ngân hàng như một phần trong cái đơn ghi danh hết hạn mức tín dụng sở hữu nhà, rằng ông đã phạm tội gian lận thuế, mặc dù ông đã khẳng định hành vi phạm tội sau đó là nhẹ, không nên xảy ra dẫn đến kết án của hình sự. Michael Cohen cũng thừa nhận trong lời khai trong tuần này là ông đã nhiều lần nói dối về bản chất của khoản thanh toán mà ông ta nhận được liên quan đến NDA, mô tả chúng là một khoản phí pháp lý được trả như một phần của khoản trả trước thay vì hoàn trả số tiền mà chính ông ta phải trả cho bà. Sự im lặng của Stormy Daniels. Ông ta cũng thừa nhận rằng không phải tất cả những lời trình bày nhằm nỗ lực giảm án cho ông ta đều là sự thật. Tuy nhiên, hồ sơ của Cohen có thể không nhấn chìm vào dự án của bên công tố. Ông Hockey nói, nó làm xíu một dự án một chút, nhưng tôi không nghĩ nó làm suy yếu tất cả. Chúng ta cũng không ngạc nhiên về điều này, là bởi mục đích của tụi nó là muốn ông Trump có tội, bị convicted. Ông nói rằng ông tin những bên bào chữa có thể mắc sai lầm khi tiến hành thẩm vấn chéo cho Cohen. Luật sư của Trump Todd Blanchie, người đã tìm cách giao đắc sự nghi ngờ trong tâm trí bồi thẩm đoàn bằng cách trình bày cho nhân chứng một loạt các điểm mâu thuẫn và mâu thuẫn trong lời khai của ông ta, nhấn mạnh những tuyên bố dường như không thể hòa giải của Cohen về việc ông có vi phạm luật thuế hay không, về bản chất cuộc điện thoại với vệ sĩ của Tổng thống Trump, về thời điểm ông biết cái bản cáo trạng được tiết lộ và khả năng nhớ lại cái chi tiết của cuộc điện thoại cụ thể trong số hàng nghìn cuộc điện thoại mà ông đã thực hiện trong một năm nhất định. Nhưng khi ép về ông Cohen những điểm này và những điểm khác, người bầu chữa có thể đã để một kẻ nói dối có kinh nghiệm chi phối cái quá trình tố tụng ở mức độ nào. Tránh dễ bị kích động của ông Blanchie trong cuộc thẩm vấn chéo ngày 16 tháng 5 khiến công tố viên phải phản đối nhiều lần. Những phản đối mà thẩm phán Mason tán thành có thể là dấu hiệu cho sự thất vọng với ông Cohen. Tôi nghĩ họ để ông Michael Cohen hầu tòa quá lâu, từ 3 cho đến 4 ngày.
Tôi nghĩ người bào chữa sẽ muốn ông ta đứng trên cái bục nhân chứng trong 3 giờ. Nhưng họ để anh ta nói và nói. Mike Cohen là một người nói khá trôi chảy. Đó là lý do tại sao họ có thể muốn ông ta rời khỏi cái bồng phỏng vấn càng nhanh càng tốt. Các luật sư của chính phủ Biden không hề hối hận khi đưa ra lời khai dài dòng từ một nhân chứng, mà sự thiếu uy tín của họ đã gây ra cái mối lo ngại. Trong khi đó, ông Mark Graber, giáo sư tại trường luật Francis G. Carey của Đại học Maryland, đây chỉ là đơn giản sự phản ánh cái bản chất của thủ tục tố tụng hình sự. Trong đó nhiều vụ án hình sự, nhân chứng duy nhất là tội phạm. Vì vậy, công tố thường xuyên phải dựa vào những nhân chứng có hồ sơ rõ ràng. Ông nói việc loại bỏ những kẻ nói dối của các phiên tòa có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn nhân chứng. Các bồi thẩm đoàn biết về điều này. Vì vậy, vấn đề là bạn tin ai? Đây là lý do tại sao cơ quan công tố đang nỗ lực hết sức để ghi lại hoặc là hỗ trợ mọi điều cho Michael Cohen để chỉ chứng ông Trump. Trong khi đó, ông Michael Alcazar, giám đốc khoa học viện chính trị Đại học thành phố New York, cho biết ông đồng ý với hành động cân bằng của luật sư của tiểu bang đang cố gắng thực hiện. Lời khai của Cohen giống như đi trên dây về mặt pháp lý. Độ tin cậy của ông bị lung lay và kết quả phiên tòa phụ thuộc vào sự cân bằng mong manh giữa cái quyền được xét xử công bằng và theo đuổi sự thật trong quá trình xét xử. Hệ thống tư pháp hình sự cho phép một người có thể nói sự thật ngay cả khi họ đã nói dối trong quá khứ. Bồi thẩm đoàn có trách nhiệm cân nhắc cái độ tin cậy của lời khai được đưa ra. Một số người thắc mắc tại sao bồi thẩm đoàn lại chấp nhận ý tưởng rằng là cô Cohen có thể đưa ra lời khai đáng tin cậy và đó là một chìa khóa được cái chính quyền của Biden theo đuổi. Ông nói, dường như không có bất kỳ cái điểm pháp lý nào mà quý vị có thể nhúng tay vào. Và câu hỏi đặt ra, tội ác ở đâu? Ông Kushner so sánh quyết định đưa ông Cohen ra xét xử với việc các luật sư của chính phủ sẵn sàng lấy lời khai của Sammy DeBoer Gravano trong vụ án truy tố mafia vào tháng 3 của năm 1992. Ông Kushner và những người khác cho biết việc phụ thuộc nhiều vào hồ sơ kinh doanh, kỹ thuật cũng như lời khai từ nhân chứng có uy tín chưa từng nói dối trong quá khứ vẫn có thể ảnh hưởng đến bồi thẩm đoàn ở một thành phố đã bỏ phiếu cho Joe Biden với tỷ lệ áp đảo của 2020 với 92%. Ông nói, việc lôi kéo bồi thẩm đoàn từ New York gây bất lợi với dự án ông Trump, đó mang tính trị cao. Tôi nghĩ họ đang dựa vào thực tế các bồi thẩm đoàn tại New York sẽ có thành kiến chống lại Tổng thống Trump. Một bồi thẩm đoàn cầm cự có thể ngăn cản chiến thắng của bên công tố, nhưng có thể dễ dàng hơn đối với bồi thẩm viên có khuynh hướng bị kết án để gây áp lực cho một ngoại lệ duy nhất và phải trưng ra cái quan điểm của họ. Vì vậy, tuyên trắng án có thể cần ít nhất 3 bồi thẩm đoàn đồng tình với quan điểm của Tổng thống Trump. Điều mà Kushner cho biết ông nghĩ không có khả năng. Kushner nói, bạn không thể chọn nơi nào tốt hơn để kết tội ông ta ngoài New York. Văn phòng biện lý Alvin Bragg đã thật sự chính trị hóa cái câu chuyện này rất kinh hoàng. Nhưng quan công một lần nữa, tất cả các quý khán tính giờ đã trở lại chương trình của The LV News và chúng ta trở lại bản tin tiếp theo. Trở lại một bản tin tiếp theo. Trong bản cập nhật thực thi cái đạo luật HS, Văn phòng Luật sư Đặc biệt OSC ngày 20 tháng 5 đã ban hành hướng dẫn mới làm rõ và thắt chặt quy định quản lý hoạt động chính trị của nhân viên liên bang. Nhân viên liên bang gồm có những nhân vật làm cho FBI, những nhân vật làm cho DOJ và rất là nhiều nhân vật mà gần như chúng ta và nhân vật làm cho Biden đã sử dụng cái quyền lực của họ tranh cử như thế nào. Cái đạo luật HES được hạn chế các hoạt động chính trị của nhân viên chính phủ để bảo đảm lực lượng lao động liên bang phi đảng phái. Đạo luật đã chứng kiến sự cải cách giải thích cơ chế thực thi càng phát triển khi ban hành năm 1939. Ý kiến tư vấn mới từ người đứng đầu của OSC Hampton nêu ra một số thay đổi quan trọng sẽ ảnh hưởng đến việc áp dụng các quy định này, đặc biệt liên quan đến nhân sự tòa đốc, việc trưng bày các vật phẩm chính trị tại nơi phòng làm việc. Ông Dillinger gần đây đã được Thượng viện của Hoa Kỳ phê chuẩn và nhậm chức vào tháng 3 của 2024, với công việc trước đó là giám sát văn phòng chính sách pháp lý của Bộ trưởng Tư pháp. Ông Dillinger, một trong bài quan điểm đăng trên tờ báo Politico vào ngày 20 tháng 5, lưu ý rằng các bản cập nhật nhầm và cái lỗ hổng
cho phép các nhân viên cao cấp của tàu vận tốc trốn tránh việc tuân thủ đầy đủ các đạo luật Hatch. Ông lưu ý rằng những thay đổi này đánh dấu một động thái mang tính quyết định, và tính quyết định của nó như thế nào, và đó là những gì mà thật sự chúng ta thấy cả một câu chuyện mà cái đảng Dân Chủ đang bắt đầu, họ đang xây dựng một cái thành trì vững chắc của họ, mặc dù ông Trump có đắc cử hay không. Ông Dellinger nói rằng những quan điểm, những thay đổi đánh dấu một động thái mang tính quyết định nhằm bảo đảm rằng hạn chế quyền lực đối với hoạt động chính trị được áp dụng thống nhất đối với tất cả nhân viên liên bang, bao gồm các nhân viên cao cấp của tàu đốc. Ông Dellinger nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc cân bằng thực thi đạo luật Hatch một cách mạnh mẽ với việc bảo vệ cái quyền ngôn luận của nhân viên liên bang. Mặc dù ý kiến tư vấn này đề cập đến cách tiếp cận của OSC đối với việc thực thi đạo luật Hatch trong một khu vực nhất định, nhưng cái điều quan trọng cần lưu ý là những gì không thay đổi. Ý kiến tư vấn công bố những cái điểm thay đổi đã nêu. OSC sẽ tiếp tục cung cấp đào tạo, giáo dục tư vấn sâu rộng và thông báo cho các cơ quan liên bang nghĩa vụ của đạo luật Hatch. Liên quan OCS tiếp tục khuyến khích nhân viên chính phủ phải tuân thủ ngay lập tức sau khi cảnh báo về các vi phạm. Những vi phạm nhỏ được khắc phục nhanh chóng thường có thể giải quyết và kết thúc thông qua cảnh báo OCS, OSC chứ không phải là bằng một vụ kiện được đệ trình. OSC đã công bố một thay đổi trong cách xử lý hành vi của đạo luật Hatch, các cơ quan quan chức được ủy quyền của tàu bà đốc và nhân viên cao cấp khác. Trước đây, do không đủ các loài đại biểu trong bảo vệ hệ thống khen thưởng của Hoa Kỳ và ý kiến pháp lý lịch sự, OSC đã chuyển các vụ kiện liên bang dân sự tàu bà đốc lên tổng thống. Hạn chế hoạt động chính trị được mở rộng như thế nào? Trong một nỗ lực tạo ra một tiêu chuẩn thống nhất rõ ràng, OCS cũng đã cập nhật hướng dẫn trưng bày về vật dụng ứng cử viên chính trị và đảng phái trong làm việc liên bang. Trước đây có sự phân biệt những mặt hàng ủng hộ ứng cử viên chính trị chỉ bị cấm trong thời gian bầu cử. Các mặt hàng ủng hộ của đảng phái chính trị bị cấm quanh năm. Quy định mới loại bỏ phân biệt này, đặt cái lệnh cấm quanh năm đối với tất cả hai cái loại mặt hàng. Sự thay đổi này đã phản ánh sự liên kết ngày càng tăng của các ứng cử viên với cái đảng phái chính trị cụ thể, khiến cho dù bất kỳ sự khác biệt nào giữa ứng cử viên và đảng phái trên thực tế vẫn không đáng kể. Một cập nhật đáng chú ý liên quan đến các cựu nhân viên của liên bang. OSC đã làm rõ rằng các điều cấm của đạo luật Hatch được áp dụng ngay cả khi nhân viên đã rời khỏi cơ quan của liên bang. Điều này có nghĩa là những cá nhân vi phạm của đạo luật này khi còn trong chính phủ có thể đối mặt với các biện pháp kỷ luật vẫn tiếp tục sau sự từ chức. OSC cũng đã giải quyết vấn đề cân bằng giữa việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận của nhân viên liên bang để bảo đảm tính trung lập về chính trị trong mọi hoạt động của chính phủ. Dù có đạo luật Hatch là hạn chế vận động chính trị công khai của nhân viên chính phủ, nhưng nó cho phép các tổ chức trong cuộc thảo luận liên quan đến chính sách nhất định có thể đề cập đến vấn đề nhạy cảm của chính trị. Cái điều quan trọng của OSC là luôn phát hiện các hành vi đạo luật Hatch khi cái lời nói và hành vi tạo nên làm việc bao gồm sự ủng hộ rõ ràng, tức là vui lòng ủng hộ việc bầu cử, bỏ phiếu chống và quyên góp hoặc là các biến thể của chúng. Chính sách mới được giải thích. Ngoài ra, việc vận động bị cấm cũng có thể bao gồm sử dụng các từ, các cụm từ hoặc ảnh hưởng liên quan đến một ứng cử viên hoặc đảng phái cụ thể, đặc biệt là khi họ xuất hiện một mình, hầu như một mình hoặc là vô cớ. Cái lời khuyên mới được tái khẳng định, việc vận động rõ ràng ủng hộ và chống lại các ứng cử viên đảng phái chính trị tại nơi làm việc vẫn bị cấm. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề chính sách, liên quan đến chương trình liên bang hoặc các vấn đề lập pháp có thể cho phép, miễn là chúng đóng một vai trò ủng hộ chính trị bí mật. Phương pháp cập nhật thực thi của OSC là một nỗ lực nhằm để bảo đảm các nhân viên liên bang tuân thủ tính trung lập về chính trị và trách nhiệm giải trình. Wow! We see what happened. Nhưng mà thật sự có vẻ như cái đạo luật Hatch này trở nên càng phức tạp hơn. Và dưới thời của chính quyền Biden, họ đã mang tính chất chính trị một cách công khai. Tôi gọi là công khai. Tại sao là công khai? Khi chúng ta nhìn cái cách mà họ ủng hộ cho ông Biden, cái cách mà cái máy tính sách tay của Hunter Biden nó bảo vệ cực kỳ như thế nào, hay là kể cả luôn sự hợp tác với chính quyền Biden với một công ty media, một số công ty truyền thông xã hội để bịt miệng cái tiếng nói đối lập.
Và đó là chương trình của The LV News, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật không ngừng ở những bản tin tuyệt vời của nước Mỹ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.